Hello mọi người, mình là Spider Thư. Hôm nay Spider Thư sẽ chia sẻ một số điều về em Bia Latin Voi 2. Đối với dòng Voi 2 này thì mình có cảm tình hơn là dòng Voi 1. Còn dòng này nó có MLPP. Nói một cách đơn giản là giống như nó có một chút màu đất ở trong đó, cho nên sẽ rất là phù hợp với lại làn da của người châu Á. Bây giờ mình sẽ swatch 5 màu này ra tay. Đây là màu đầu tiên, là màu số 6. Mình thấy màu này là màu cam sang khô. Theo là màu số 7. Màu này là màu cam đất. Màu này đậm hơn màu số 6 một chút xíu. Và cam hơn một chút xíu, cháy hơn một chút xíu. Đây là màu số 8. Màu đỏ đất có ánh hồng. Theo là màu đỏ cam, tươi rói rói. Màu cuối cùng là màu đỏ hồng ánh tím. Khỏi phải bàn cãi vì đây là Queen of the Night. Trong 5 màu thì mình thích hai màu này nhất, là màu số 7 và số 9. Bây giờ mình thử mix hai màu này lại. Màu số 7 đánh trước nha. Quả môn ombre. Xong rồi, mọi người thấy như thế nào? Đẹp mà không? Và cuối cùng mình sẽ chỉ cho các bạn một tip nhỏ, đó là đánh màu số 10 để không bị dừ. Các bạn mà muốn đi chơi tiệc đêm buổi tối á, muốn môi dày á thì đánh full môi, còn không á thì đánh lòng môi. Như vậy sẽ rất là đẹp đúng không nè, mà không bị chói lóa. Để điều gì mà không chói lóa đó mọi người. Video của mình đến đây là hết rồi. Bye bye mọi người. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn.